đã hẳn kẻ nhận biết bản tính thần linh của giáo hội thì yêu giáo hội nhưng kẻ tưởng giáo hội là lỗi thời lạc hậu dị đoan ma thuật thì ghét giáo hội kẻ chịu ơn thiêng liêng của giáo hội thì mến người như mẹ vậy các kẻ khác thì xua đuổi người hoặc ít là làm lơ vậy các môn phái chia rẽ nhau về nhiều điều nhưng hợp nhau trong sự coi giáo hội là kẻ thù chung tại sao giáo hội công giáo chúng ta lại bị ghét cay, ghét đắng như thế? Ta hân hạnh thuộc về một giáo hội mà người ta ghét. Thế gian đã đối xử với giáo hội y hệt như đã đối xử với Đức Kitô. Ngài cũng được yêu mến, nhưng cũng bị ghét bỏ. Không có ai được quý trọng như Ngài, nhưng cũng không có ai bị khinh rể như Ngài. Người ta tự hỏi, tại sao Phật giáo không bị ghét mà công giáo lại bị? Tại sao Đức Phật không bị bêu nhục mà Đức Kitô lại bị. Ta hãy nói về sự yêu ghét đối với Đức Kitô, rồi sẽ nói về sự yêu ghét đối với giáo hội. Trong cuộc đời chúng ta, sự yêu và sự ghét đã tỏ lộ cách mãnh liệt hơn bất cứ trong cuộc đời người nào khác. Ngài báo trước mình sẽ được yêu mến cũng như bị ghét dơ. Ngài nói người ta sẽ thờ phượng Ngài cũng như sẽ khinh rẻ Ngài. Ngài sẽ được yêu mến nhiệt tình và bị ghét dơ cực độ. Ngài bảo cho biết, cuộc song đấu ấy sẽ kéo dài cho đến ngày thế mạng. Người ta sẽ dựng cho Ngài một cây thập giá, nhưng treo trên đó rồi, Ngài sẽ kéo những tấm lòng yêu mến lên với trái tim đầy bác ái của Ngài. Khi nào tôi bị treo lên, tôi sẽ kéo mọi sự lên cục tôi. Ngài bảo, người ta sẽ yêu mến Ngài hơn cha mẹ yêu con cái, hơn con cái yêu cha mẹ. Như thế không có nghĩa là, cha mẹ thôi yêu con cái hoặc con cái thôi yêu cha mẹ nhưng có nghĩa là họ phải yêu nhau trong ngài ngài không bảo ta phải bớt lòng yêu nhau nhưng chỉ bảo phải mến ngài trên hết như vậy chẳng hợp lý sao nào toàn thể chẳng hơn cá phần ngọn lửa chẳng hơn tia sáng vòng tròn chẳng hơn cánh cung đền thờ chẳng hơn cây cột đấng tạo hóa chẳng hơn các tạo vật thiền chúa chẳng đáng mến hơn mọi người sao Hãy đi ngược dòng lịch sử, xem có người nào khi đã chết còn được người ta yêu mến đến mức tế tự cầu đảo trăng. Trong mọi thời đại, Thánh giá Chúa Giêsu vẫn thấm đầm nước mắt tình yêu. Các thế hệ đã hăm hở chạy đến cùng cây thánh giá và tuyên xưng như thánh phaolô xưa. Ai sẽ tách biệt chúng tôi ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Tôi tin rằng dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần lãnh thần hay quyền thần, dù tương lai hay sức mạnh, dù sự cao sâu hay bất cứ sự vật nào có sức tách biệt chúng tôi ra khỏi tình yêu Đức Kitô Chúa chúng tôi. Điều ấy Napoleon đã nhận ra, như các bậc vĩ nhân trước ông cũng đã từng chân nhận. Trong cảnh cô đơn tại đảo Heligny, ông suy nghĩ về sự phù du đại mình cũng như đời vua Louis XIV khi ông viết. Đại đế này chết đã từ lâu, quân thân bỏ mặc, có khi còn bị khinh rẻ. Nay nằm to pho một mình trong răng bổng, không còn là chủ tế của họ nữa, chỉ còn là cái thây trong quan tài. Đó cũng là số phận của tôi, chẳng bao lâu nữa, sắp tới nơi rồi. Thật xa cách nghìn trùng giữa số phận khốn khổ của tôi so với vương quyền của Chúa Giêsu xu hằng được cao giao, yêu mến, tôn thờ khắp vũ trụ. Hoặc bạn có muốn thêm chứng cứ nữa chẳng? thì hãy đặt tay lên ngực mấy người quen rước lễ hàng ngày sẽ thấy ngọn lửa tình yêu Chúa Giêsu nhóm lên tại đó hãy đến gõ cửa cắt dòng nữ ẩn tu như dòng cắt mình dòng cờ để hỏi tại sao các chị vào dòng có phải vì thất tình chăng lập tức các chị trả lời không tôi vào đây không phải vì thất tình tôi chưa bao giờ thất bại về tình yêu mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của tôi đó là lòng kính mến thiên chúa là chúa của tôi tưởng không cần thêm chứng cứ nào nữa. Chính sự khát khao một tình yêu hoàn hảo là cái dẫn ta đến đấng đã dựng nên ta vì Ngài. Và thiếu Ngài ta không thể hạnh phúc được. Ngài đã tìm kiếm trái tim hèn yếu của ta. Khác tất cả các trái tim đã từng sống động, thánh tâm Ngài đã được yêu mến trên hết mọi sự hơn cả sự sống nữa. Ta có thể theo văn hào Pát Can mà kết luận. Chúa Giêsu đã muốn được người ta yêu mến, Ngài đã đạt, vậy Ngài là Thiên Chúa. Bây giờ ta xét mặt khác về cuộc đời Chúa Giêsu, chính sự người ta ghét Ngài cũng minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói Ngài sẽ bị thế gian ghét bỏ cho đến Ngài tận thế. Thế gian này phải hiểu là tinh thần thế tục mâu thuẫn với tinh thần phúc âm. Hãy nhớ lại các giai đoạn đời sống của Chúa Giêsu. Ngài sinh ra được 40 ngày, cụ già đáng kính Simeon đã nói với Đức Mẹ rằng Ngài sẽ là dấu hiệu gây sự chống đối. Điều ấy Thánh Gioan An sẽ diễn tả sau này. Ngài đã đến trong thế gian, nhưng thế gian không tiếp nhận. Ngài chưa được hai tuổi, thì quân lính vua Herode tút gươm hạ sát các anh hải vô tội mà không hạ sát được Ngài. Đến tuổi trưởng thành, trước khi chịu nạn, Ngài nhìn thăm thầm về những thế hệ tương lai mà tiên báo là thế gian sẽ ghét Ngài mối thù ghét ấy theo sát bản thân ngài đến nỗi tất cả những kẻ yêu mến ngài cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ nữa ngài nói nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu các con như kẻ thuộc về nó nhưng vì các con không thuộc về thế gian và thầy đã kéo các con ra khỏi thế gian nên nó ghét các con hãy nhớ lời thầy bảo các con đầy tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ bắt bớ thầy thì sẽ bắt bớ các con. Họ sẽ làm mọi điều ấy vì danh thầy. Họ sẽ làm mọi điều ấy vì cớ danh thầy bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Vậy Chúa Giêsu bị người ta thủ ghét thật là một lời tiên tri kỳ dị. Ngài đã làm gì nên tội chứ? Ngài hiền hòa, khiêm nhượng hết lòng. Ngài hiến mạng để cứu độ muôn dân. Phúc âm của Ngài Giao ràng sự thương yêu đối với cả kẻ thù. Lúc hấp hối, Ngài tuyên bố tha thứ cho những kẻ giết hại Ngài. Người ta đã ghét Ngài vô cớ, nhưng Ngài đã nói trước. Ngài chữa lành các thương tật lại bị đả thương. Ngài cho kẻ chết sống lại lại, lại bị giết chết. Ngài cải ác, khuyến thiện mà lại bị đóng đinh trên thập giá. Ngài đem sự sống thần linh hòa giải loài người mà bị kẻ thù hạ sát vũ nhục. Còn những kẻ yêu mến Chúa Giêsu tại sao cũng bị ghét nữa? Họ phải sống nghèo như Ngài đã sống nghèo. Họ ước ao nên hoàn thiện như Cha trên trời và khiêm nhượng như Chúa Giêsu là đấng đã rửa chân cho họ. Họ vui mừng khi bị bách hại. Họ chúc phúc cho người chủ rùa. Lời chủ rùa ấy dường như chứng minh cho sự lương hảo của họ. Bồn như kẻ xấu ném họ, dường như lại công nhận họ là người trong sạch. Một đời sống như thế, một giáo lý như vậy, thật không có gì là đáng ghét. Vậy phải tìm lý do ghét sai dạng ấy ở nơi khác. Có kẻ cho Chúa Giêsu xu là phỉnh gạt và phúc âm là gian dối. Nếu quật là như thế, thì chúng tôi đã lầm và kẻ kia có lý. Nếu sự ghét Chúa Giêsu là chính đáng, thì nó phải canh tân xứ sở, cải hóa nhân tâm, làm nên những điều vĩ đại thành tích mỹ hào của nó ở đâu. Nó đã giải thoát cho dân nào khỏi đồi phong bại tục. Nó đã khích lệ, ăn ổi được bao nhiêu tâm hồn. Đâu là nữ tu bác ái, nữ tu nghịch nghèo của nó. Sự ghét Chúa Giêsu có sản sinh anh hùng tuấn nghĩa, thiếu nữ độc trinh, gia đình hạnh phúc chăng? Có biết bao nhiêu người chết sầu não bao linh hồn đói bánh trường sinh, bao linh hồn tội lỗi cầu ơn tha thứ, sự ghét Chúa Giêsu có đem lại sự an ổi, nhân ái, an bình chăng? Không. Người ta gán cho Chúa Giêsu sự lừa gạt để ghét ngài, nhưng đó chưa phải là cội gốc đâu. Trải qua các thời đại đã có quá nhiều nhà tri thức nghiên cứu về Đức Kitô và thờ lại Cài nên không thể chấp nhận ngài là kẻ lừa gạt được vậy giải thích sự hiểm khích kia thế nào. Phải tìm lý do trong một đức tính mà chỉ một mình Chúa Giêsu có. Chưa hề có người nào bị ghét cay, ghét đắng cho bằng Chúa Giêsu. Chưa có vị giáo tổ nào báo trước mình sẽ bị ghét và thực tế đã bị ghét bỏ. Người ta không ghét Đức Phật, Đức Khổng hay Đức Mohammed. Một ít người bị ghét lúc sinh như thời Neuron, Hốt Tất Liệt hay Bít Nhưng ngày nay còn có ai nghĩ đến ghét họ nữa. Chẳng còn ai đe xúc phạm mộ Neron. Cũng chẳng còn ai xỉ mạ bít mặt nữa. Họ chết là hết bị ghét. Cả hoàng đế nước Đức sau thế chiến thứ nhất bị nhân dân và thế giới vũ nhục nay cũng không còn ai ghét nữa. Sự thù ghét đối với mọi người đã tiêu tan mà sao đối với Chúa Giêsu vẫn tồn tại? Đâu là lý do? Vậy căn nguyên của sự ghét là gì? đó là những cái ngăn cản thị dục người ta. Tại sao người ta ghét Neron khi ông ta còn sống là vì sự phóng dật của nhà vua ngăn cản dân Roma thiết lập nền công bằng xã hội. Nay sự phóng dật ấy đã nát trong mồ, nên không ai ghét nhà vua này nữa. Chẳng còn ai ghét Akin Tiberius, Domitian, Ipan và Neturi nữa, bởi vì họ không còn là những chướng ngại vật. Nhưng về Chúa Giêsu thì khác hẳn. 20 thế kỷ đã qua, sự ghét ngài vẫn chưa nguôi. Lý do vì ngài còn là một chướng ngài vật làm cản trở tội lỗi, tính ích kỷ, thuyết vô thần và tinh thần thế tục. Tinh thần Đức Kitô còn tiếp tục hoạt động nơi những kẻ mến ngài. Ngài phản đối các dân không muốn nhìn nhận Thiên Chúa. Ngài quản trách những kẻ ư hở, bỏ việc cầu nguyện, kẻ tội lỗi không chịu sửa mình. Ngài đã đấng Thiên Chúa, không chịu xuống khỏi tập giá để được hoan hô nhất thời. Ngài là tiếng nói thúc giục những tâm hồn bất an từ bỏ tinh thần thế tục để tu đắc sự tự do của con cái Thiên Chúa. Đức Kitô còn thì sự thù ghét Ngài vẫn còn. Nếu Ngài còn mãi, sống mãi, thì Ngài phải là Thiên Chúa. Vì thế một đệ của Ngài còn bị bách hại bao lâu tinh thần thế tục chưa bị tiêu trừ. Nhưng khi tinh thần ấy bị tiêu trừ thì chúng ta toàn thắng trong thế gian. Các con sẽ đau khổ, nhưng hãy trông cậy vì thầy đã thắng thế gian. Đó là lý do giáo hội bị người ta ghét. Chúa chúng ta được yêu mến, nồng nhiệt và ghét dơ dữ dội. Vì Ngài là Thiên Chúa, người ta ghét Ngài là bởi người ta ghét tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Giáo hội là tổ chức thông ban sự sống của Thiên Chúa nên mới bị thù ghét đến như vậy. Thời này, nếu bạn muốn gặp Chúa Giêsu, xin hãy tìm đến giáo hội và giáo hội không chịu thích nghi với thế gian đâu. Hãy tìm đến giáo hội mà thế gian ghét bỏ nhưng nó đã ghét bỏ Chúa Giêsu. Giáo hội bị tố cáo là lạc hậu như Chúa Giêsu bị tố cáo là vô học. Hãy tìm đến giáo hội mặc dù giáo hội bị khinh khi vì giáo dân không có địa vị cao trong xã hội nhưng người xưa đã chế nhạo Chúa Giêsu vì là người Nazareth. Là hãy tìm đến với giáo hội. Mặc dù giáo hội bị tố cáo là quỷ ám, cũng như Chúa Giêsu bị tố cáo là đồ đệ của quỷ vương. Có kẻ cuộc tín, chủ trương phải nhân danh Thiên Chúa mà hủy giáo hội đi. Cũng như sư kẻ đóng đanh Chúa Giêsu tưởng làm như vậy là phục sự Thiên Chúa. Thế gian chối bỏ giáo hội, khi giáo hội công bố mình bất khả ngộng cũng như Pilato chối bỏ Chúa Giêsu khi Ngài tuyên bố mình là chân lý. Thế gian xua đuổi giáo hội như đã xua đuổi Chúa Giêsu, nhưng giáo hội được con cái yêu mến ngang với Chúa Giêsu, mặc dầu họ rất khác nhau về tư kiến. Tiếng nói của giáo hội là tiếng nói của đấng sáng lập. Vâng, bạn hãy nghe, rồi bạn sẽ hiểu. Thế gian ghét giáo hội, vì giáo hội không thuộc về thế gian. Và nếu giáo hội không thuộc về thế gian này, thì thuộc về một thế giới khác. Và bởi giáo hội thuộc về thế giới khác, thì giáo hội được yêu mến vô cùng và cũng bị ghét bỏ vô cùng như chính Đức Kitô vậy. Nhưng chỉ có sự gì thuộc về Thiên Chúa mới được yêu mến vô cùng hoặc bị ghét bỏ vô cùng. Vậy phải kết luận, giáo hội thuộc về Thiên Chúa Giáo hội là cuộc sống Đức Kitô kéo dài trong thế giới. Vì thế, chúng tôi yêu mến giáo hội, chúng tôi hy vọng được chết trên cánh tay lành thánh của giáo hội. Tác giả: Giám mục Photonsis. Người thực hiện: Kiệt quyết